toàn loa xịn cho các bác ạ, toàn hàng xịn hết. Và chỗ loa này em báo giá cho các bác là hầu như được rẻ được khoảng độ nửa tiền, nửa tiền. Là tại sao? Vì trong thời gian qua do mùa dịch Covid nên một số bác cũng kinh doanh âm thanh như bên em, nhưng các bác không có vốn, các bác cứ vay lãi ở ngoài để các bác mua, do không bán được nó tồn nên các bác đã xả lại cho bên em để em bán. Và em nhập của các bác ấy như thế nào thì em về em cũng bán giá y như vậy cho các bác, không nâng những có kiểu lỗ tiền cước. Bởi vì là báo cáo các bác là em nhập về như nào, bởi vì các bác theo dõi kênh của em thì em biết nói đâu em sẽ nói đâu, em có bằng chứng đến đấy cho các bác là giá thành như thế nào so với ngoài thị trường. Còn em cũng xin phép là xin lỗi là cái sự thay đổi kênh, không phải là sự thay đổi kênh mà em sẽ các hai ngày gần đây là em đã thông báo là em sẽ thay đổi, em sẽ sử dụng thêm kênh của Tuấn Thảo Âm Thanh. Ngày trước thì em sử dụng Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, hiện tại em đang có hai kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Thảo Âm Thanh. Thì do cái nhu cầu hàng đấy, do cái nhu cầu hàng, có nghĩa là nhiều bác thì suốt ngày hỏi là tại sao suốt ngày cứ quay hàng cỏ lên nhỉ, lại không quay hàng cao cấp. Và cái bên khi em quay hàng cao cấp thì nhiều bác bảo suốt ngày cứ quay hàng cao cấp, thế sao chúng tôi không có tiền, không quay hàng bình dân. Nên chính vì vậy nên bây giờ em sẽ phân thành hai kênh. Kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ là kênh em chuyên để dòng loa giá tiền, giá trị tiền cao. Còn kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ thì em sẽ đăng những dòng loa giá bình dân, vẫn dòng loa xịn, loa cao cấp nhưng giá bình dân. Và xả hàng sẽ nằm ở bên kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Nếu em nhập được hàng rẻ mới em sẽ xả bên đấy cho các bác, để cho các bác tiện theo dõi. Là bác nào thích dòng bình dân thì các bác cứ, bây giờ các bác cứ theo dõi hai kênh trong sau cũng không sao cả. Nhưng mà em sẽ đăng tất cả những dòng giá bình dân ở bên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Nên rất là mong các bác nào đang theo dõi kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ mà muốn tham khảo những dòng loa giá bình dân nhé. Vẫn là ra loa xịn giá bình dân thì sang kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ đăng ký giúp em. Các bác cứ để hai kênh song song cũng không sao. Còn những bác nào mà đang ở kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ thì các bác muốn xem dòng loa cao cấp thì các bác chuyển sang kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ giúp em, theo dõi cả kênh đấy giúp em. Bởi vì em hiện tại em đang chạy hai kênh này song song 2-3 năm nay rồi, cũng nhiều rồi. Đấy, để em phân như thế để cho dễ, để cho tránh là quay đôi loa hàng loa xịn. Thì bác loa xịn hỏi quay loa xịn nhiều thì cái bác muốn mua dòng bình dân thì bảo sao ông cứ quay suốt này, chúng tôi lấy đâu tiền thế nọ kia. Rồi thật ra là em vẫn có đăng, nhưng mà do cái bài đăng nó trộn lẫn nhau đấy, nó lên nhiều nên các bác không xem được. Nên bây giờ em sẽ phân ra thành hai kênh, có nghĩa là kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ em sẽ bán nguyên dòng loa cao cấp, và kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ em sẽ bán dòng loa với giá bình dân, vẫn dòng loa xịn giá bình dân. Thì bình dân hay không thì mời các bác bắt đầu vào đây, em sẽ giới thiệu những đôi loa BMB này chỉ có hơn 2 triệu, mà trước là 5-6 triệu thôi. Em nhập lại của các bác được rẻ và còn nhiều lắm, lô này còn nhiều, khá nhiều, thì vì mùa dịch Covid em đang nhập về mà số lượng còn hàng mấy chục đôi một lô cơ mà các bác. Em sẽ giới thiệu bắt đầu này, bắt đầu từ từ ngoài kia cũng được, vào đây rồi, bắt đầu từ đôi BMB này đi. Đây là đôi loa BMB ở trên kênh em đã giới thiệu trong vòng năm vừa rồi cũng khá là nhiều, bởi vì là lấy hàng thì nó gần như giống nhau lô hàng đấy. Đôi BMB này là đôi BMB CS455, 450W một loa. Và bác chú ý hộ em là dòng BMB CS455 này hàng xịn, đây em bao hàng xịn cho bác luôn nhé. Và dòng này chỉ sản xuất tại Trung Quốc. Bác chú ý hộ em là dòng BMB dòng này bắt buộc phải sản xuất tại Trung Quốc mới là xịn. Còn nếu như mà dòng này mà các bác thấy nhập Made in Japan thì không có hàng xịn các bác nhé, là hàng nhái, hàng bị nhái. Đây là hàng xịn sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà nhà máy đặt tại Trung Quốc thôi, chứ còn tiêu chuẩn thì vẫn là theo hết. Hàng xịn hết, tất cả tem mác còn nguyên, mức giá 3,9 triệu. Bác nào đã theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi, ngày trước là 58 với lại 58, 52, 48 gì đấy. Em nhớ là có những đợt nhập cái đôi này rất là đắt. Nhưng bây giờ lấy lại cái mức giá như này là em còn lỗ, nói chung là lỗ cước rồi đấy. Các bác theo dõi kênh biết 39 các bác nhập cũng không được đâu, chứ không phải nói chuyện là cái chuyện này mua đâu. 3,9 triệu, BMW còn tem mác zin hết ạ. Con này 4 tép một loa, vậy là một đôi này là 8 tép. Tất cả hàng zin hết cho các bác nhé, hàng xịn hết ạ. Từ kép luôn. Từ kép. Đấy, bát 25.
con này hát karaoke thoải mái luôn, đây gia đình thoải mái luôn ạ. Có thông cảm, nhà đang làm nên nó hơi bầm. Hàng không phải xấu đâu ạ, bụi này, coi nhìn này, lau đấy này, khi lau được cái này đen bóng được chưa ạ? B1B 455, con này một đôi này 8 tép luôn đấy. Sang đến đôi thứ hai cũng là dòng loa BMB, con này là dòng BMB xem nào, con kia 455 rồi, CF45, con này nó cũng gần giống như thế nhưng mác tên khác. Con này nó là loa BMB CSN455, CSN455 trở kháng 8V, công suất 450W, made in China. Dòng này cũng vậy, dòng này bắt buộc phải là made in China, chứ nếu mà made in Japan cũng là hàng nhái tiếp. Đây ạ, từ cụ từ kép luôn ạ, bát 25, từ kép bát 25, mức giá 2.9 triệu, 2.9 triệu đôi này ạ. Mức giá 2.9 triệu, con này 2 tép. Đây, tem họ đây các bạn, tem chống hàng giả đây, 2.9 triệu. Đây, mặt mặt trước của nó đây ạ. Đấy, mặt trước nó. Mức giá 2.9 triệu ạ, 2.9 triệu được chưa ạ, 2.9 triệu. Con này trước nó phải, các bác có mua hàng bãi, có rẻ thì cũng phải là 46, 46 đến 50 trở lên. Đấy, hàng bãi. Những con kia toàn 5 mấy. Sang đến tiếp theo đó là OHM. Dòng OHM này em, kênh của em bán nhiều OHM nhé. Dòng OHM này 3.9 triệu. Các bác thấy chưa, rẻ gần nửa tiền luôn. 3.9 triệu đô OHM này em giới thiệu rất là nhiều trên kênh của em rồi. OHM 3.9 triệu, bác ấy chấp nhận lỗ gần lỗ như quá nhiều luôn, bởi vì không thì để trả tiền lãi cũng quá nhiều. Như thế OHM, con này OHM này 2 bát 25 các bạn thấy nhá, mức giá 3.9 triệu, 2 bát 25, nặng như cối đá, tép còi này, tép còi này, 2 bát 25 đấy ạ. 2 bát 25 này các bác phang thoải mái cho em, bác phải phang đẩy lấy tép còi để ngửa để quay đây ạ. Bác nhìn đây, 2 bát 25 cho em, màng giấy gân vải tầm dầu, từ to vật vã, từ to gần bằng chóa luôn, đặc biệt là phân tần đấy, phân tần đây, và có bóng gọi là cầu chì đi để bảo vệ loa khi quá tải. Cái mục đích cái cầu chì này là khi mình vặn công suất nó quá to đến cái ngưỡng mà con loa nó không chịu nổi thì cái cầu chì này nó tự sáng lên, nó tiêu hao bớt cái công suất để đỡ phá hỏng đôi loa này. Đấy, tác dụng 3.9 triệu các bạn ạ, rẻ được gần nửa luôn nhé. Nhập vào không bao giờ có giá này đâu, mà cái giá này chỉ có mùa Covid mới có thôi ạ. Vì các bác ấy cứ càng ôm thì dần cuối năm không bán được nữa, thì lãi mẹ đẻ lãi con thì nó quá nhiều. Sang tiếp tục đến BIK. Ở đây có hai đôi BIK đều hàng xịn rất. Con này là model 660 và một con là model 668. Các bác ạ. À đây, model 660 BIK. Model 660 để em quay ra. Hàng xịn. Con này dòng này thì lại made in Japan, hàng BIK này sản xuất tại Japan, hàng xịn luôn. Made in Japan, hàng xịn ạ. Đấy. BIK bát 25. Mà hàng xịn luôn ạ. Đây, BK tem chống hàng giả luôn ạ. Bóng chống hàng giả. Tất cả trên te loa đều được dập BK hết. Hàng xịn hết ạ. Bao cho các bác hàng xịn 100% nhé. Gân thì đã được các bác ấy thay rồi. Đó. Hàng xịn 100%. BK hàng xịn luôn. Hàng made in Japan luôn ạ. Con này có mức giá xem nào. 3.2 triệu. Ui dồi. Trước em nhập vào hơn 4 triệu đấy các cụ ạ. Em nhập vào hơn 4 triệu, gần 4 triệu. Không phải rẻ đâu ạ. Nhập vào toàn trên 4 gần 5 đấy ạ. Đây, đây là con BIK BS660NV. Công suất 450W, trở kháng 8 ohm, hàng Japan luôn ạ, made in Japan luôn đấy, hàng xịn luôn đấy ạ. Hàng xịn các bác. 3.2 triệu. Và sang đến đây, con 3.9 triệu, đó là con BIK 668. Con này 660 này. Con này 668, đời cao hơn 3.9 triệu. Con 3.2 triệu, rẻ được gần nửa tiền luôn. Gần nửa tiền cho các bác luôn. Ok chưa? Gần nửa tiền. Tất cả về củ từ của nó thì nó gần giống nhau, nhưng từ của 668 nó sẽ to hơn. Vẫn là từ kép nhưng sẽ to hơn một chút. Nó to hơn, nhìn qua thì không thể cảm nhận được đâu. Nhưng mà nó kích trước thì từ của 668 thì nó to hơn một chút. Đó. Một chút. Đều bát 25. Tất cả tép đều dập BIK. Đây là hàng xịn hết ạ. Tất cả hàng xịn, có tem mác đàng hoàng, hàng bãi xịn hết. Mức giá 3.9 triệu. Còn cái 3.2 triệu. Và sang đến đôi loa cuối cùng, đó là đôi loa DK. Dòng loa DK made in England. DK. Con loa DK này thì báo cáo các bác là mức giá 2.9 triệu.
rẻ nửa luôn, nói rẻ nửa luôn ạ, 2,9 triệu đây ạ. Màng đây DK, các bác nhìn phân tần nó sợ chưa, khủng chưa, 2,9 triệu em DK, 2,9 triệu đấy ạ. Đấy, 2,9 triệu đây, 2,9 triệu DK chưa, 2,9 triệu đôi này các bác phang thoải mái karaoke chưa vậy. À, còn rất là nhiều hàng ở cao cấp đây, cao cấp về đây, nhưng các bác đợi chút em quay sang kênh cao cấp. Cảm ơn các bác.